Đây là tấm hình mình chụp bằng chế độ zoom 12x của iPhone 12 Pro Max nha anh em. Hình ảnh ra rất là xa và không thấy được cái chữ Đại Thành trên cái bồn nước luôn. Còn đây là thao tác trên cái lens zoom nè. Mình zoom lên đến 2.5x là đã thấy được chữ Đại Thành nét rồi nha anh em. Đây là kết quả khi mình chụp. Một chính chúng ta hôm nay là cái ống dòm lens zoom. Nó tiêu cự nó từ 96m đến 1000m. Đó, nó có hai ống kính ha, kính trên và ống kính dưới. Ống này là ống để nó đầu ra chụp hình nè, ống này để anh em áp vô camera của anh em nè, nó có nấm cao su đây nè, nó chống trầy và cố định ha. Bên dưới nó có cái khung để kẹp điện thoại vô nha, rất là gọn gàng. Thao tác kẹp vô cũng rất là đơn giản, chỉ có gỡ ra và kẹp điện thoại vô. Rồi sau đó thì anh em chỉnh lại cái ống dòm, cái mắt kính của nó cho nó đúng vào camera của cái điện thoại anh em là được ha. Sau đó mình siết ốc lại. Sau đó cả nhà mình lắp cái đế vô ha, cho nó cố định cái điện thoại lúc chụp hình nó khỏi bị rung, khỏi bị nhòe nha. Chúc cả nhà mình chụp được những tấm hình độc đáo nha. Sản phẩm mình có để ở phần mô tả phía dưới video. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha.